Tại thành phố Vũng Tàu, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 được Hải đoàn 129 Hải quân phát động từ ngày 11 tháng 4 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tập trung vào các nội dung như tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nghị định chính phủ, chỉ thị của Bộ Quốc phòng, quân chủng và Hải đoàn về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật khi tham gia giao thông của toàn thể cán bộ chiến sĩ người lao động. Hải đoàn 129 phấn đấu từ nay đến hết năm và những năm tiếp theo, Hải đoàn không xảy ra các vụ việc vi phạm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.